Chào mừng các em đã quay trở lại với chuỗi video giải bài tập trong sách Starters của cô nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục với part 2 phần 2. Phần này cũng gồm 5 câu hỏi. Yêu cầu của bài Look and Read. Em hãy nhìn và đọc Write yes or no và em viết yes cho câu đúng và no cho câu sai nhé. Mời các em quan sát hình. Câu hỏi ví dụ số 1. There are 4 children in the room. There are 4 là có 4, children là bạn nhỏ. Có 4 bạn nhỏ, in the room là ở trong phòng. Thì trong hình có 4 bạn nhỏ là đúng rồi. Và câu trả lời là yes. One monster is drinking. Monster là con quái vật. Và có một con quái vật is drinking. Drinking có nghĩa là đang uống nước. Chúng ta cùng xem có con quái vật nào đang uống nước không nhé. Thì có những con quái vật đang nhảy múa, đang ăn bánh kem. Nhưng mà không có con nào đang uống nước cả. Vậy thì câu trả lời no là đúng rồi. Câu hỏi số 1. The blue monster is eating 3 ice creams. Blue là màu xanh dương, monster là con quái vật. Con quái vật màu xanh dương is eating là đang ăn. 3 ice cream, 3 là 3 và đang ăn 3 ice cream là que kem. Con quái vật màu xanh dương đang ăn 3 que kem. Chúng ta cùng xem nhé. Con quái vật màu xanh dương ở đây và nó đang ăn 2 đĩa kem, không phải là 3 que kem. Thì chúng ta chọn đáp án là no. Mời các em điền chữ no vào nhé. No. Câu số 2. A woman is playing the piano. A woman là một người phụ nữ. Woman là người phụ nữ. Is playing là đang chơi. The piano là đàn piano. Mời các em cùng xem. Có một người phụ nữ đang chơi đàn piano ở đây nhé. Vậy thì đây là câu đúng rồi. Và đáp án của chúng ta là yes. Chúng ta làm tiếp câu số 3 các em nhé. All the children are wearing hats. All là tất cả. The children là các bạn nhỏ. All wearing hats. Wearing là đang đội hoặc là đang mặc. Mũ thì là đang đội. Hats là những cái mũ. Tất cả các bạn nhỏ đều đang đội những cái mũ. Chúng ta cùng xem nhé. Như vậy thì ở đây có bạn nhỏ này là không đội mũ. Vậy thì không phải là tất cả các bạn nhỏ đều đội mũ. Nên cô mời các em viết từ no vào nhé. Chúng ta cùng xem câu số 4. The monster with glasses is singing. The monster có nghĩa là con quái vật. With là với. Glasses là đôi mắt kính. Và is singing là đang ca hát. The monster with glasses is singing có nghĩa là con quái vật đang đeo kính thì đang hát. Chúng ta cùng xem nào. Con quái vật đang đeo mắt kính là con quái vật này. Và nó đang nhảy múa, không phải là ca hát các em. Các em điền từ no vào nhé. No. Câu số 5. All the monsters have 2 heads. All là tất cả. The monster là những con quái vật. Tất cả những con quái vật have 2 heads. Heads là những cái đầu. Tất cả các con quái vật đều có 2 cái đầu. Đúng vậy các em, 3 con quái vật này đều có 2 cái đầu. Đây là câu trả lời đúng. Chúng ta viết yes nhé. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong test 2, part 2. Cảm ơn các em đã học cùng cô và hẹn gặp lại các em trong part 3 nhé.